Đã chưa? Đẹp cách khủng khiếp. Xin cái này đủ rồi. Chị thu cắt thì em coi cho. Trời ơi con gái kia cắt nè, nó cắt ra coi nè. Trời ơi con nó cắt kìa. Đẹp chưa? Có cái con nào mà cái sáng mà đi cắt tắt mà đẹp vậy không ta? Cắt tắt mà nó không trên đến ghe có nghiến răng vậy trời. Để xuất rau cái này xong á anh Hưng ơi. Ăn không rau ai quất em không? Ai? hàng cái món. Cái cây này nhiều cái trái nhỏ nè. Cái cây này ngon lành nè. Đêm bình sập sáng, đêm bình ngãi tan trời. Nghe cái mùi giống như mình đang nướng bắp á. Nướng gì? Bắp nướng á. Em đâu ngồi lòng chỉ đâu, em làm cho cô tự ngồi ăn mình đấy không? Đó, thấy không? Biết sao biết bận tự ăn mình tự biên tự diễn luôn. Lưu Viễn ăn cánh gà không chị đem cho không nướng tới đâu mà cắt tới đó ngon hả? Cháy rồi. Nhai đút. Nhai đút ra rồi. Wow. À, đâu. Anh thấy cho em cái chén em. Cắt. Anh thấy cái cô này cho chén em, cái cô này cho ăn giấy, giữ cô này cho ăn lưới. Giữ không có bột mà. Không biết lắm, nếu là qua này thì phải trắng ăn miếng này kìa cho nó kẹo lại được lên nữa. Không là có kẹo ăn cùng ngon, có kẹo ăn cơm, có kẹo ăn thì chẳng Hiếu ăn không phải quá Hiếu anh Lam không hả? Đốn là biết đâu, biết là cạnh thì là bữa khoảng Huế. Đây nè, cha. À, nước sôi. Đây là nước sôi. Bằng liệu. Cho tô bánh canh. Mẹ có hai con chị bạn chứ. Có con nào mà chị bạn kiểu này không? Mèo hoang đó, rửa tay đi. Đưa cây nè. Chụp đi. Cá ở dưới nè cả nhà. Cá này cá gì con? Sea bass hả? Hả? Là cá đối, có đối to nữa. Thấy chưa? Hello. Chụp đi. Nó nhảy nó đớp bóng kìa. Hello.
Hello. Hello con. Con tham nó xì. Cao. Hello. Cao lắm luôn á. Hello. Happy birthday. Hello. Happy birthday day. Hello các tình yêu. Trời sao các tình nó lớn dữ vậy? Cao. Abu Sua. Đẹp lắm. Hello. Sao chị cháu ôm thế nào? Em hello cái. Em mẹ con. Hello con. Chị Trang. Hello con. Em với mẹ Quy. Mẹ Quy. Từ từ. Mua bé. Rồi Trang chỉ diễn nè mẹ. Cái gì em coi anh tới em coi em dụ ổng nè. Từ bên này đi qua nè.